Thôi thôi đừng bạo, đừng bạo lực. Chưa chưa cần như thế đâu. Mới vòng 1 mà mang dụng cụ rồi. Con chim 41 rồi thì nhớ không? Con chim mà có bốn đầu, bốn tới, bốn lui biết á. Nhớ nhớ cái hôm thi không? Mà nó núp nắng. Hết nắng là bôn là có bún nhiệt tình luôn á. Ờ. Hồi xưa ngay cái lọ đây nè, ờ ngay cái lọ đó. Còn xong thi lớp số 1 còn 1 phút. Vòng thi đấu số 1 trọng tài Đặng Thành Hà Kim Đồng 0-4-0 không hót. Cách em lưu ý trong các cái tiêu chí của chúng ta là tăng dần theo các cái mức độ. Còn những con kim ở vòng 1 sẽ bị loại bởi những cái tiêu chí như là không hót, sợ rút hình hoặc nhảy đằng xà. Những con chim như là
ăn mà vẫn ra thái độ thi đấu vẫn hot, xù chụp nhưng vẫn còn ra thái độ thi đấu hot thì các vòng đầu vẫn chưa bị loại. Như vậy vòng thi đấu số 1 đã kết thúc. Mời trọng tài Minh Tiến kết quả. Trọng tài Minh Tiến không hạ Kim Long nào cả. Như vậy vòng 1 chúng ta hạ Kim Long 0-4-0, không hot. Áo lòng của anh em ngoại nhân nào thì chúng ta hỗ trợ giùm ba được rất là chúng ta tự lấy áo lòng rồi. Rồi chẳng bị gì. Rồi xin mời chúng ta đổi vị trí để chuẩn bị bắt đầu cho vòng thi đấu số 2. Vòng thi đấu số 2 xin phép bắt đầu. Sao mà rớt luôn luôn rồi tí. Phải con đó của em không? Không phải hả? Sợ nắng nó vô lòng rồi. Anh Kim đây, anh Kim anh Khải 241 à. Ồ, đẹp. Con của anh Ngân là do không bị giật, không bị giật nhiều. Nó chưa phải điện lửa của nó nhưng mà do không bị giật nhiều nên là nó ban đầu nó hơi bị chối.
Thời gian cho phần thi đấu số 2 còn 1 phút. Thank you.